ảnh xưa phố Hàng Thêu, một thuở vàng son nay chỉ còn trong hoài niệm. Hồi ức phố Hàng Thêu nức tiếng Hà Thành xưa. Từ ngàn xưa, vùng đất Hà Thành đã nổi tiếng với phường nghề lụa thêu tấp nập người mua kẻ bán. Lịch sử nghề thêu gắn với vị tổ nghề Lê Công Hành, một vị quan thời nhà Lê đã có công đưa nghề từ Trung Quốc về nước. Nghề thêu phát triển vượt bậc khi kinh đô đóng ở Thăng Long, chủ yếu để phục vụ tầng lớp trên trong việc làm đẹp các trang phục, đồ thờ tự hoặc vật dụng hàng ngày. Vậy mà khi điểm lại các dấu tích về các phố nghề của thành Thăng Long qua các ca dao, không hề thấy nhắc đến phố đồ thêu hoặc thợ thêu. Chỉ đến khi người Pháp đặt chân đến thành Hà Nội, bác sĩ Charles Edward Hackett 1853-1911 đã ngạc nhiên khi được tận mặt chứng kiến sự nhộn nhịp của con phố Hàng Thêu thuở bấy giờ. Theo mô tả, phố Hàng Thêu là một đoạn phố nối hai con đường trục từ phía sông Hồng đến cửa Nam thành Hà Nội. Áng chừng theo vị trí của bản đồ hiện nay, con phố này nằm trên đoạn phố Hàng Gai và lan tỏa sang cả phố Hàng Bông. Dãy phố Hàng Thêu tập trung nhiều nhà xưởng và bán vải lụa cao cấp nhiều màu sắc xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc. Phần lớn hàng thêu sẽ xuất sang Trung Quốc tạo ra một ngành buôn quan trọng. Tuy ít mẫu mã ít thay đổi, nhưng như người thợ thêu Việt Nam đã khéo phối hợp các màu chỉ để tạo ra một tổng thể màu sắc rực rỡ, hài hòa mà không lòe loẹt, thậm chí nhiều sản phẩm còn sử dụng chỉ vàng tinh xảo. Người Việt Nam có nhiều cách thêu, có cách theo lối cổ, có cách tựa lối thêu móc xích và nhiều cách khác với màu khác nhau đã góp phần tạo nên những sản phẩm hoàn mỹ. Như vậy, phố Hàng Thêu có vẻ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn với sự mô tả cũng không rõ ràng. Tuy vậy, nó cũng đã phần nào phản ánh được thời kỳ phát triển của nghề thủ công và nền kinh tế hưng thịnh của Việt Nam lúc bấy giờ.